ba gì? Mỏi chân không ba? Mỏi vậy mua vay thôi ba, xe này đi đỡ mỏi chân lắm á. Ê con trai, con nhớ lý do tại sao mày đi bộ không? Trước á thì mày đòi mua sao chia cho bằng được á, giờ mày chia sai cái xe luôn rồi, chiếc bị giam cả năm trời chưa lấy ra được nữa. Rồi mắc cái gì á, chiếc AB kế bên á lịch sự đẹp đó mày không chọn, mày cứ chọn xe báo hoài vậy con. Để tao lên đây nói chuyện với mày. Anh trai, hai chiếc xe này của anh trai hả? Ờ. Anh đi vô khách chơi được không? Tại vì em cần nói chuyện với thằng con của em á, rồi tính em cũng hơi nóng á, anh đi vô khách chơi giùm ngay. Gì vậy? Vô khách chơi giùm em đi nha. Rồi, cảm ơn nha. Cảm ơn anh trai nha. Ôi ba không biết gì hết đó, AB này không có hợp với tuổi Gen Z của tụi con. Xe tay ga gì đâu mà hai phụt sau nhìn giống chiếc quay vậy á. Đã về ở giữa còn có cục nó nhô lên nữa. Bồ con ngồi nó không có chịu, nó chê không mà. Mấy cái con nói nó chỉ phù hợp với những dòng AB trước thôi. Còn những dòng AB mới bây giờ nè, thiết kế đẹp nè, thể thao góc cạnh nè ấy, mà nó còn phù hợp với mấy đứa trẻ trâu như con nữa. Bố mày mà mày bắt đi bộ mày mới cứ lo cho bạn gái mày sao không hả con? Ba đừng có nói vậy. Để con chứng minh cho ba coi nè, chỉ có những cái người lớn tuổi người ta mới đi AB thôi. Nè nè nè, như chú này nè. Nè nè nè, anh này cũng vậy. Đó 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 đó, ba thấy chưa? À không phải, ý của ba nói chiếc xe AB này là phù hợp với già trẻ lớn bé luôn. Còn cái cục nhô nhô này á không phải là lỗi là xấu đâu, đó là tính năng. Khi đổ xăng là có thể đổ trực tiếp bên đây luôn, không cần phải xuống xe mới yên. Cái này nó sẽ bù lại cho cái việc á yên sâu nó sẽ có cốp cực kỳ rộng luôn. Chợ chiếc xe Vario của con á không có đủ tuổi. Vậy thì ba nhìn qua Vario nè, ba thấy cái sàn để chân rộng không? Bước lên bước xuống gì á nó cũng thoải mái hết á. Nè nè nè, ba xài điện thoại ở dưới yên hoài, có ngày nó nổ một cái bùm một cái là đăng xuất khỏi server này luôn á. Chi bằng mình mua Vario đời mới nè, sạc điện thoại ở đằng trước, cắm vô một cái bỏ lên học đằng trước, an toàn hơn không? Chỉ với mày á, tao ứ máu thiệt chứ, nóng máu với mày thiệt chứ. Chiếc xe này á, chiếc xe Vario của con á, có mình con chạy à. Còn bố mà lên chiếc xe đó, tụi nhỏ là kêu bố là thằng già trâu nữa. Trẻ không chơi già đổ đốn. Tao nói rồi, mua Airbus đi, chiếc xe của bạn bố á, mới vừa mua xong là qua bên shop hai bánh lắp thêm cái rổ nhỏ trước nè, thêm cái ba ga đen với cái thảm lót chân nữa, nhìn chiếc xe là mê lắm con. Tao nói thiệt á, mày mua Airbus đi, tao cho thêm tiền mày gắn thêm cái gù với cái kiến nữa là bao đẹp luôn. Ôi con không có chịu đâu, mua Vario đi, không có cần gắn học để đồ ba ga gì hết đó. Ba chỉ cần cho con chút xíu tiền thôi, qua gắn bao tay, gắn gù với cái thảm thôi là cái xe nó đẹp liền, con thành idol của trường học liền. Tao nói rồi, mày muốn đổ xe là mua Airbus đi, tao cho tiền mày đổ luôn, không cần mày phải mà làm lụng giúp giảm kiếm tiền nữa. Thôi mấy đó là mấy cái tư tưởng của ba thôi, rồi giờ con không biết đâu á. Giờ con mua AB thì ba chạy mình ba luôn đi, tôi bỏ nhà tôi đi á, chừng nào mua Vario thì tôi về, còn thôi mua xe này thì coi như không có tôi luôn đi. Ê giờ quay vậy theo mấy cháu á, nên mua xe Vario hay là Airbus cho phù hợp với giới trẻ giống mấy cháu nhất?